Mình là Tuấn Trần, xin chào tất cả khán giả. Từ lúc bắt đầu kịch bản là Tuấn cùng với lại ekip tiền kỳ gần 2 năm chuẩn bị là Tuấn học những cái skill cho nhân vật, tại vì Tuấn rất là sợ mình sẽ bị lặp lại hình ảnh của những nhân vật mà khán giả đã xem từ trước, cho nên nó là mình luôn muốn là mình sẽ có những cái đặc điểm, những cái sự thú vị của một cái nhân vật mới để mà khán giả dễ ấn tượng với mình, cho nên đó là mình sẽ đi học những cái skill, ví dụ như là mình học đánh đàn nè, rồi mình tập gym cho người nó khô một xíu, tại vì trong cái phim này mình vào giai đoạn bad boy, cho nên đó là phải làm sao mà cho khán giả tin là cái bạn này cũng có nhan sắc, mặc dù là ở ngoài mình cũng không có nhan sắc lắm, thì để cho mọi người thấy à tính ra bạn này có sức hút, thì rất là áp lực. Tại vì bản thân của mình thì ở ngoài cũng khá là nhạt nhẽo, và trong phim phải đóng một cái vai rất là thú vị, rồi có thể chủ động là một người hướng ngoại, mà ở ngoài thì mình cũng hơi hướng nội một tí, nên đó cũng là một áp lực rất là lớn. Và rất là may mắn khi mà bộ phim ra mắt thì được khán giả ủng hộ, và cũng bây giờ đi ra ngoài đường người ta cũng kêu là sâu, cho nên đó là mình cũng rất là cảm ơn khán giả đã có lời động viên đó. Tôi nghĩ là tệ hay không á, nó sẽ là tùy góc cảm nhận của mỗi người. Ví dụ giống như Tuấn đi, khi mà Tuấn cảm về cái nhân vật đó đi, thì Tuấn thấy là ai trong cuộc đời này á, họ đều có hoàn cảnh và lý do. Và giống như một cái câu thoại của Mai đó là rất là thương nhau nhưng mà mình bị sai thời điểm. Thì về hoàn cảnh thì mình cũng sao không ai nói trước, nhưng mà bản thân Tuấn, nếu như mà Tuấn là sao thì thật sự là Tuấn cũng cảm thấy mình rất là tệ. Mình cảm thấy mình rất là có lỗi với cái người mình yêu, bởi vì mình đã không mang lại hạnh phúc cho họ. Và mình cũng cái phân đoạn cuối cùng cũng làm cho Tuấn cảm thấy mình có lỗi với lại cái người đó rất là nhiều. Cho nên nó là mình ở đứng ở góc độ bộ phim thì Tuấn nghĩ là đạo diễn sẽ có cái ý đồ của cho cái nhân vật đó. Còn đứng ở góc độ về Tuấn Trần thì nếu như mà Tuấn Trần là cái nhân vật trong bộ phim đó thì mình thật sự mình cảm thấy mình rất là tệ. Dở chứ, Tuấn chưa có sâu về nhân vật, Tuấn cũng chưa có thể hiện được một cái bản thân mình, cảm thấy là mình chưa có thể hiện một cách tốt nhất của nhân vật đó. Có thể là Tuấn giành được những lời khen từ các khán giả nè, từ các anh chị trong nghề, nó là Tuấn Trần có tiến bộ qua nhiều vai diễn, nhưng mà khi mà Tuấn coi lại thì Tuấn thấy là mình còn thiếu sót nhiều lắm, mình còn non nhiều lắm, và mình còn thiếu trải nghiệm nhiều lắm. Và Tuấn nghĩ là nếu như giống như bây giờ đi, nếu cho Tuấn một cơ hội đi, Tuấn diễn lại sau đi, nhiều khi mình sẽ có ra một cái màu khác. Nhưng mà Tuấn thì Tuấn nếu mà cho Tuấn thời gian nhiều hơn thì không, mà mình cũng không, cái này mình bị tham lam đúng không, chứ nếu như mà ai mà cũng cười nếu như giá như này kia thì cuộc sống nó dễ dàng quá. Nhưng mà thật sự là mình thấy mình còn thiếu sót nhiều trong cái vai diễn đó lắm. Thật ra là Tuấn cảm thấy rất là vui. Vui ở đây là tại vì khán giả đã yêu thương bộ phim, ủng hộ hai nhân vật đó, và tin rằng nhân vật Sâu và nhân vật Mai trong bộ phim đó đã làm cho khán giả có một chút tiếc nuối. Thì mình cảm thấy là vui. Sợ nhất là như vậy nè, mình đóng xong bộ phim, tụi nó chia tay rồi đúng. Sợ nhất bộ phim, ủa, tụi nó đâu phải tình yêu đâu ta, tụi nó là kẻ thù mà. Thì có nghĩa là mình rất là vui, bởi vì khán giả giống như giờ đi ra ngoài đường đi, là mọi người cứ kêu Mai, Sâu, thì nhiêu đó là mình cũng đã cảm thấy vui rồi. Tuấn thấy là nếu như mà nói nha, đối với Tuấn một người con gái đó, Tuấn thích nhất người ta ở sự lành tính. Và cái sự vô tư hay là cái nội tâm nó như thế nào á, nó không có quan trọng bằng cái việc là mình ở bên cạnh người đó mình cảm thấy hạnh phúc hay không. Ai trong đời á cũng sẽ không có hoàn hảo được 100% đâu. Khi mà mình ở bên cạnh ai đó đó thì mình sẽ cảm thấy là mình quan trọng là mình ở bên cạnh cái người đó, mình có chấp nhận mình thay đổi hay không, và bản thân mình có vui vì cái điều đó hay không. Thì Tuấn nghĩ là cái điều đó mới là quan trọng. Nói thật là cái khúc đó thì khi mà đóng MV thì mình cũng chưa có kinh nghiệm vì gì diễn xuất, là chỉ kêu là Tuấn nhớ hoài là khi mà Harry mời Tuấn vô cái MV đó, rồi kêu Tuấn diễn mấy cái đẹp đẹp, bản thân mình đã bị ngại rồi, mình tự ti về ngoại hình của mình rồi, mình cứ sợ là kiểu cười hay kiểu nét Hàn Quốc nam thần, mình kiểu chết rồi, cái mặt mình là nam thần kinh hay nam thần gì. Nhưng mà rất là may mắn là DOP, đạo diễn với lại chị Vũ, mọi người quay cũng rất là đẹp, cho nên là xí xóa những cái nào xấu mình cắt bớt. Thì Tuấn thấy cái sự khác biệt giữa lúc đó và bây giờ đó là về trải nghiệm.
Tuấn nghĩ vậy, trải nghiệm ở đây làm. Tuấn MV đó hình như là 2016, 2015 gì đó, thì cũng là 7-8 năm rồi. Bây giờ mình trải qua nhiều cái giai đoạn của cuộc sống, nhiều cái tình huống, nhiều cái khó khăn, và nó sẽ cho mình những cái trải nghiệm, có nhiều những cái góc nhìn. Tuấn thấy là cái điểm khác biệt lớn nhất đó là những cái trải nghiệm. Cái mặt của Tuấn nó là vậy nè. Tuấn nói thật nghe, mỗi lần mà ai mà nói Tuấn trời ơi nam thần rồi hả hot boy rồi kiểu trai Hàn Quốc, mỗi lần Tuấn nói là bị da cầm Tuấn nổi lên, thấy không? Da gà Tuấn nổi lên hết. Tại vì sự Tuấn biết là Tuấn không có được đẹp, mà trộm vía là mẹ sinh á, tính ra cũng dễ nhìn, cũng coi tạm được đó, thì cũng cũng có một xíu duyên. Tôi nghĩ là chắc là có cảm tình xíu thôi, chứ còn mà đẹp thì cũng phải là nhiều người đẹp lắm. Tôi nói thật luôn nha, tất cả đều là chắc một chữ duyên á. Tôi nói thật, mình không bao giờ mình nghĩ làm showbiz, tại vì trước đó là mình muốn dạy toán. Mình muốn dạy toán, mình muốn dạy học. Trước đó là đi học, trong quá trình học đại học, mình có đi dạy thêm, lén lén cũng đi dạy thêm. Cái mình học trường đại học Sài Gòn, Tuấn nhớ hoài là có một cái bạn ở bên bí thư đoàn trường hay sao, nghe phong phanh là có một cái thông tin gì đó mà thi cuộc thi nét đẹp sinh viên với cộng đồng, nét là những cái cuộc thi về Nam Vương đó, kiểu vậy, là những cái cuộc thi mà kiểu những cái trường đại học sẽ đấu với nhau. Tại vì á là vừa xong, tại vì trong cái lớp đó là Tuấn là người cao nhất, thì bạn đó nộp hồ sơ mà Tuấn không hề biết luôn. Tới gần thi bạn mới nói có đó, có một cuộc thi như vậy đó, Tuấn đi tham gia đi. Thì Tuấn tham gia thì mình cũng nghĩ là có những cái cuộc thi về thuyết trình này. Thì mình nghĩ là những cái đó nó cũng sẽ là những cái môi trường để mình rèn luyện kỹ năng mềm của mình, mình tập tự tin trước đám đông để mình đi học. Rồi xong cái trộm vía xong mình được giải nhất nữa. Sau cái cuộc thi đó thì Tuấn được một số lại mời đi chụp hình. Mà lúc đó mà sinh viên mà chụp được một buổi chụp hình là 3 triệu là cũng mừng chứ, đúng không? Đúng. Một tháng đi dạy, cái đợt đó dạy là dạy mà muốn gì luôn á, là có 1,2 triệu mà được 3 triệu là mình mừng rồi. Cái sau đó là cũng có một người anh kêu Tuấn là đi casting Mùa Ái Hương năm ấy, là phim của anh Bảo Nhân Nam Sito, lâu lắm rồi. Cái tự nhiên trộm vía xong được vai thứ 9, Tuấn cũng không biết luôn, Tuấn cũng không biết là nghĩ sao mà mình được cái vai thứ 9 đó luôn. Cái cơ duyên mình đến từ đó. Sau phim đó là mình được người ta cũng biết tới và người ta mời mình cái vai chính của cái phim Chị Em Nhà Đông Cát của Today TV. Người ta là sao ta? Người ta là đam mê sẽ hình thành kết quả, nhưng Tuấn hơi bị đi ngược một xíu. Kết quả hình thành đam mê. Khúc đầu cái tự nhiên mình thấy là ủa sao tự nhiên mình được cái công việc như vậy, kiếm tiền như vậy. Rồi tự nhiên mình đi đóng phim á. Tuấn nhớ hoài lợt đó là trả Tuấn 80 mấy triệu đó. Cái mình thấy ủa gì vậy, sinh viên mới năm 3, năm 4 mà mình kiếm được vậy cũng tốt mà. Cái tự nhiên mình thấy ủa gì kỳ vậy ta. Rồi cái khi mà mình đóng phim, Tuấn không may mắn là ba Tuấn mất sớm. Thì khi mà mẹ Tuấn xem cái những cái bộ phim đó, xem Mỗi Hơn Năm Ấy này, xem Vậy Mình Đóng Cát, cái mọi người lại nói ơi lụ mày xui con bà lên tivi nhìn cũng đẹp trai ha, cũng dễ thương ha. Cái tự nhiên mình cảm thấy là mẹ mình vui về cái điều đó, thì cho nên nó làm mình quyết tâm là mình cũng sẽ cũng chưa thích nhiều lắm đâu, mình sẽ đi làm cái công việc đó thêm. Và Tôi nghĩ là mình cũng không có trông chờ gì hết á, mình chỉ nghĩ là mình làm cho mẹ mình vui thôi. Nhưng mà may mắn giống như là kiểu nghề chọn mình á, rồi những cái dự án sau nó tiếp tục nó tới. Rồi từ đó khi mà mình làm việc một thời gian đó, mà bắt đầu mình yêu công việc này. Thì bản thân mình là một người hướng nội, mình rất ít chia sẻ. Thường là mọi người sẽ thấy Tuấn là một người rất là vui tươi, chứ không có thấy Tuấn là người chia sẻ nhiều. Nhưng mà nhờ cái bộ phim đó, Tuấn sống trong nhiều cái cuộc đời của nhiều nhân vật khác nhau ấy, Tuấn được dịp thể hiện bản thân mình, Tuấn được dịp sống trong nhiều cuộc đời, nhiều tính cách khác nhau. Và mình cảm thấy ê, tính ra nó cũng là một nơi để mình có thể giải tỏa được những cái suy nghĩ của mình, những cái góc nhìn của mình. Rồi từ dần mình thấy nó cho mình những cái trải nghiệm. Lấy chỗ này một chút, lấy chỗ kia một chút. Rồi tự nhiên mình có những cái trải nghiệm, mình có nhiều cái niềm vui đó. Thì từ đó tôi mới bắt đầu là thích cái nghề diễn viên này hơn.